Mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị, bà con và các bạn trang trại nuôi gà quy mô lớn cho hiệu quả cao của gia đình anh Lê Văn Nhất, thôn Tam Đồng, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, mục nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn bà con dấu hiệu nhận biết và cách phòng trừ sâu đục thân cho lúa mùa. Trước hết, mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa bà con, quý vị và các bạn, nhằm nâng cao giá trị ngành nghề khai thác thủy hải sản, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm khuyến khích phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Huyện Tĩnh Gia đã khuyến khích các gia đình, nhóm hộ gia đình đầu tư vốn nâng cấp các cơ sở chế biến thủy hải sản hiện có, đồng thời duy trì nâng cao chất lượng các ngành nghề chế biến truyền thống, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trên thị trường trong ngoài tỉnh gắn với xuất khẩu. Nhờ đó, các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá ở Tĩnh Gia đã có điều kiện tốt để phát triển. Tính đến thời điểm này, huyện có khoảng 500 cơ sở chế biến hải sản do nhân dân xây dựng, quản lý, 45 công ty doanh nghiệp xây dựng các nhà máy chế biến hải sản công suất lớn. Tổng sản lượng sản phẩm hải sản sau chế biến trên địa bàn huyện đạt hơn 35.000 tấn một năm, trong đó nhiều sản phẩm đã xuất khẩu đi các nước châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, xã Đông Yên đã xây dựng được 3 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới cho giá trị thu nhập cao. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao của xã Đông Yên, huyện Đông Sơn bao gồm dưa kim hoàng hậu và trồng hoa lan, hoa ly trong nhà lưới cho giá trị từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta một năm. Để khuyến khích phát triển các mô hình này, hàng năm, xã đều trích nguồn ngân sách đầu tư kinh phí cho các chương trình khuyến nông, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tạo điều kiện gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm. Tổ chức cho cán bộ, nông dân đi tham quan, học hỏi mô hình sản xuất công nghệ cao trong và ngoài tỉnh, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù cho các mô hình này như hỗ trợ về vốn, giống, xây dựng hạ tầng. Quốc hội vừa ra nghị quyết kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, bổ sung một số điều theo nghị quyết số 28 ngày 11 tháng 11 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo các đại biểu Quốc hội, việc tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời để khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu về số lượng doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 và tăng tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt khoảng 3% một năm. Mặt khác, việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ tạo thêm công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân. Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Nhận thấy cá bống bớp được thị trường ưa chuộng, bán với giá cao, những năm gần đây, người dân xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã chuyển ao nuôi tôm sang ươm cá bớp giống cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một hecta. Tận dụng các ao nuôi tôm quảng canh, năm 2015, một số hộ gia đình trong xã đã cải tạo lại để ươm nuôi cá bống bớp. Đồng thời các hộ cũng đã chủ động học kỹ thuật trên mạng và nhập trứng ở các cơ sở cung ứng giống trong tỉnh về cho ấp nở. Từ vài hộ nuôi thử nghiệm ban đầu, đến nay cả xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã có hơn 20 hộ ươm nuôi cá bống bớp với diện tích ao 30 hectare. Theo các hộ nuôi, nghề ươm cá giống này chi phí đầu tư không lớn, lợi nhuận tương đối cao, nhưng đòi hỏi phải nắm bắt đầy đủ quy trình kỹ thuật và có đầu mối tiêu thụ ổn định. Trừ chi phí, mỗi hộ ươm nuôi cá bống bớp có thể thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng một hectare một năm. Thưa bà con, quý vị và các bạn, thay vì chăn nuôi theo phương thức truyền thống, 3 năm nay gia đình anh Lê Văn Nhất, thôn Tam Đồng, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư trang trại nuôi gà khép kín quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình kinh tế điển hình của địa phương đang được nhiều nông dân tham quan học tập để nhân rộng. 5 khu chuồng nuôi được đầu tư xây dựng kiên cố, sạch sẽ, thoáng mát và không có mùi hôi là điều dễ nhận thấy nhất khi đến thăm trang trại nuôi gà khép kín của gia đình anh Lê Văn Nhất.
Bên ngoài các dãy chuồng nuôi, anh Nhất còn cho lắp đặt hệ thống giảm mát tự động để chống nóng cho gà. Hệ thống máng ăn, máng uống hoàn toàn tự động giúp giảm nhân công, hạn chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Xuất phát từ cái việc là giải pháp để làm kinh tế. Thứ nhất là điều kiện ở địa phương thì cái đất đai nó rộng rãi. Cái thứ hai nữa là về cái mô hình chăn nuôi con gà thì cái đồng vốn lúc phát triển ban đầu thì nó phù hợp, nó không cần nhiều vốn. Gia đình thấy cái điều kiện nó phù hợp cho nên là lựa chọn cái mô hình chăn nuôi con gà này. Gia đình anh Nhất chăn nuôi gà đã nhiều năm nay, tuy nhiên do nuôi nhỏ lẻ theo phương thức chăn thả nên tỷ lệ lây nhiễm dịch bệnh vẫn cao, không đảm bảo môi trường, thu nhập thấp. Qua tìm hiểu trên nhiều kênh thông tin, cuối năm 2016, anh Nhất quyết định chuyển đổi sang chăn nuôi gà khép kín. Anh đã đầu mối với các công ty chăn nuôi để được tư vấn chuyển giao kỹ thuật lắp đặt chuồng trại, quy trình chăm sóc vật nuôi. Trên diện tích 1 hectare, anh Nhất đã xây dựng các khu chuồng trại nuôi gà tách biệt theo từng lứa tuổi khác nhau, quy mô 50.000 con một lứa. Theo anh Nhất, chăn nuôi gà khép kín có nhiều ưu điểm vượt trội so với chăn nuôi truyền thống, như gà nhanh lớn, ít dịch bệnh, tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường. Đầu tiên là việc ứng dụng cái khoa học công nghệ là tiêm chủng vaccine phòng ngừa an toàn sinh học là nó phải đảm bảo thì mới cái môi trường chăn nuôi là nó mới đảm bảo được yếu tố an toàn sinh học để mình phát triển. Trong thời gian tới là để gia đình cũng muốn phát triển mở rộng thêm, vừa là tạo cái công ăn việc làm, vừa là tăng thêm cái nguồn thu nhập. Hiện nay cái mô hội nông dân chúng tôi đang có định hướng cho anh là trước hết là ra anh có nguồn vốn còn thiếu thì chúng tôi tiếp tục tạo đủ mọi điều kiện. Trước hết đối với nguồn vốn thì chúng tôi đang đề nghị với Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Định tạo mọi những nguồn vốn để cho anh tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả. Trong khi đó thì hiện nay anh nhận tiếp 5 hectare đất ở khu đường đồng và đất không hiệu quả, mà hiện nay anh cũng đang dự án cái mô hình của anh. Thứ hai nữa là hiện nay thì trong cái sự phân công công việc thì hiện nay anh tạo mọi công ăn việc làm cho cái bà con nhân dân. Trung bình mỗi năm trang trại của gia đình anh Nhất cho xuất chuồng 3 lứa gà, sản lượng 20 tấn trên một lứa, trừ chi phí cho thu lãi 500 triệu đồng. Anh Nhất cũng là một trong những gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi điển hình của địa phương nhiều năm liền. Thưa quý vị, bà con và các bạn, đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã gieo cấy được hơn 80% diện tích lúa mùa. Qua kiểm tra, một số diện tích lúa mới cấy đã xuất hiện sâu đục thân lúa 3, phổ biến tuổi 3-4. Để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, bà con cần chú ý các dấu hiệu nhận biết và cách phòng trừ sâu đục thân cho lúa như sau. Dấu hiệu nhận biết: trứng của sâu đục thân đẻ thành ổ hình bầu dục dài, trên mặt phủ một lớp lông màu vàng nhạt ở giữa hơi nhô lên. Mới đẻ, trứng màu trắng, sau chuyển màu ngà vàng, sắp nở màu đen. Sâu non đẫy sức, dài từ 21 đến 25mm, màu trắng sữa, đầu màu nâu vàng. Thời gian sinh trưởng và phát dục các giai đoạn của sâu có liên quan mật thiết với điều kiện nhiệt độ và ẩm độ. Thời gian phát triển của trứng là 7 ngày, sâu non từ 25 đến 33 ngày, nhộng từ 8 đến 10 ngày. Biện pháp phòng trừ: chú ý bón phân cân đối theo quy trình kỹ thuật đối với các giống lúa, không sử dụng phân đạm quá nhiều hoặc bón không đúng quy trình. Cần điều khiển nước tưới hợp lý, chủ động để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, có sức chống chịu sâu bệnh cao. Khi mật độ trứng sâu đục thân lúa 2 chấm khoảng 0,5 ổ trên 1 mét vuông thì bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ bằng một trong các loại thuốc đặc trị sâu đục thân trong danh mục cho phép. Bà con lưu ý phun đủ từ 40 đến 50 lít nước thuốc đã pha một sào 500 mét vuông. Khi phun thuốc trừ sâu đục thân trong thời gian 4 giờ mà gặp mưa thì nhất thiết phải phun lại. Bản tin Vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.